Xin chào các bạn. Thì hôm nay á mình đang có mặt ở cửa hàng xe chuyên về Exciter ha của anh Tấn Lượng đây. Đương nhiên rồi mình sẽ có một video chi tiết những chiếc xe ở đây cho các bạn. Còn video này á, thì mình sẽ dành cho cái chiếc xe này. Hiện bây giờ thì anh sẽ thêm có một cái chương trình mới, tức là anh sẽ dọn xe cho khách. Thì chiếc xe này là anh mang ra cho mình quay ha, dọn mẫu như thế này. Là cái giá, cái chi phí của nó là chỉ rơi vào khoảng chừng có 15 cho đến là 18 triệu. Các bạn nào có muốn dọn mà rẻ hơn vẫn có luôn. Thì giá rẻ hơn thì nó sẽ khác một chút nữa. Còn chi phí cái xe này là nó rơi vào khoảng 15 triệu đó các bạn ha. Mình xem nó có làm cái gì nè. Trước khi đi chi tiết cái xe này mình sẽ đến cái phần quan trọng hơn, đó chính là cái địa chỉ cửa hàng của ảnh ha. Số 458 nè, cách mạng tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Bên này chúng ta sẽ có hai số di động của ảnh luôn. Đều có Zalo. Đó, chữ Zalo chào bá thấy không? Đây, cửa hàng anh Tấn Lượng ha. Anh đầu tư cái showroom phía sau này để trưng bày xe đó các bạn. Còn bây giờ là cái xe này. Về dọn thế này á, thì áo là không sơn nha. Anh nói với mình á, áo trừ phi là các bạn yêu cầu những cái màu đặc biệt, những cái màu mà nó chiêu á, mà hãng không có thì ảnh mới sơn thôi. Còn lại là ảnh ưu tiên là xài nguyên dàn áo hãng hết. Ok không? Chắc chắn là áo hãng ha. Rồi thay đèn, thay gì đó là tùy vào giá các bạn muốn chốt với ảnh là bao nhiêu thì ảnh sẽ dọn bấy nhiêu. Ok chưa? Còn về những cái dàn chân thì ảnh sẽ sơn lại có nè, thay mới có luôn nè. Ví dụ vậy ha. Đó các bạn nhìn nè, xe dọn mới nè, full mới nha. Dọn full mới luôn rồi đó. Cắt nước này thay luôn nữa các bạn thấy không? Thay luôn các nước, giò đạp hay gì đó là thay mới ha. Cái nào còn đẹp thì sơn lại. Đây, mấy cái này là thay mới hết nè các bạn nè ha. Nhìn thôi cũng biết rồi đúng không? Công tắc mới, đồng hồ này, xe này là 59.000 ha. Đó, áo mới thì không có gì để phải quay nữa rồi. Quan trọng là quay nước sơn cho bạn xem nè. Xe khi mà ảnh dọn xong thì ảnh sẽ chạy thử luôn. Ok, ảnh mới giao cho khách nha các bạn. Lốc nè, sơn bạc luôn ha. Đó, nước sơn rất là đẹp nè các bạn, thấy không? Nè, không thua sơn hãng nha ha. Gấp nè. Mấy chi tiết này là sơn lại hết đó các bạn. Bô nè. Thuộc ha, nói chung là full mới nha. Ảnh chạy trời mưa đó thì chỉ lao sơ sơ để mình quay YouTube thôi, chứ không có quay mấy chi tiết này, để nguyên cho nó người thật việc thật một chút. Ô nè ha, yên nè, yên này là yên có lợp lại rất là êm nè ha. Đây phía dưới nè, để mình mở yên cho các bạn xem nha. Rồi mình đổ máy luôn, dọn full mới là như thế nào ha. Đây ở dưới nè, cái đấy yên là zin của xe đó các bạn ha. Rửa sạch luôn. Dưới này bình xăng nè, cản sơn nè, áo hãng nha, mình xin nhắc lại là áo hãng. Rồi cần số nè, lốc. Mấy cái lốm đốm này là xịn đó nha các bạn, đi trời mưa đó anh chạy thử xe nha các bạn. Chưa có đâu nha ha. À đó, anh nói đó thấy không? Phải chạy thử hết. Ha. Rồi mới ra. Xong rồi chạy thử xong rồi mình cho rửa ráy vệ sinh lại. Xong bắt đầu mới giao cho khách hàng được. Phải kỹ lưỡng mới được. Ok anh. Đó, bên này. Thế này em đụng nổ máy không nghe tiếng động luôn á. Cái nước còn thay mới á. Nước thay mới nè. Có bồ còn sình nữa các bạn thấy không? Thuộc. Mọi chi tiết các bạn vui lòng mình alo cho ảnh đi ha. Mình sẽ ghi số điện thoại của ảnh lên trên màn hình luôn cho các bạn, cùng với địa chỉ cửa hàng nữa ha. Đó. Mình đề luôn ha. Đó. Nói chung là y như zin. Tiếng bô vẫn tóc 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 và cái máy nó im lìm. Rồi. Xe của khách ha, mình không có vặn nhiều. Các bạn nhìn nè. Mình đứng cái này là mình không muốn nghe đó các bạn ha.
Và thấy tiếng máy rất chậm đúng không? Thêm ru luôn á. Rồi mấy cái này là sơn lại nè các bạn ha. Sơn lại. Dọn với giá khoảng tầm 5-6 triệu cũng có luôn các bạn. Thì cái đó là các bạn mình cứ alo cho ảnh đi ha, mình thương lượng cho nó kỹ hơn. Hoặc đến thẳng cửa hàng ảnh thì ok. Nhưng phía sau nè, đang dọn cho khách nữa nè. Đây, xe này mà cũng đang dọn cho khách phải không em? Đó, hay không? Đang dọn thì khách chạy là tơi tả cái nào không biết, thì mang vô đây dọn thì giá cả thì mình cứ thương lượng nó dễ hơn ha. Còn cái xe này á, là mình quay chi tiết cho bạn xem vậy đó, dọn khoảng 15 triệu 18 triệu thì nó như thế nào, rồi dọn khoảng 5-6 triệu là ra sao. Sau này anh có nhiều chương trình hot hơn cho các bạn ha, phục vụ cho các bạn từ A đến Z, tức là không bỏ sót khách hàng nào, từ thấp cho đến là cao. Nó thấp với cao thì nó hơi phân biệt đúng không, nhưng mà nó đúng ra thì cũng có những bạn sinh viên ha, cũng có những đại gia thì sinh viên ảnh có phục vụ luôn, mà đại gia ảnh cũng chiều luôn, cỡ nào ảnh cũng hốt hết không chừa chỗ nào. Ảnh cố gắng, nói chung là mình nói vui thôi, phục vụ tối đa ha. Thì có những bạn cũng tiền bạc không phải là thoải mái thì xe sau này sẽ có những dòng xe giá rẻ. Xíu ở đây mình sẽ có một video chi tiết về vấn đề này cho các bạn hơn. Mình sẽ song hành cùng với ảnh luôn. Áo mới ha. Đây, đèn. Biển số cũng đẹp ha các bạn. À, 68 luôn, đẹp nữa ha. Vì tất nhiên rồi, vỏ thay mới ha. Đó. Máy là thì thầm, thử đàng hoàng. Còn cái xe đó là xe cọp đó các bạn, đang vệ sinh. Xe này là đang dọn cho khách. Khu vực sơn lọt phía sau các bạn thấy không? Nói chung là rất là lu bu, rất là tất bật luôn. Còn nguyên một dàn xe này, phải sơ nhá hàng cái ha. Rồi mình sẽ tạm biệt các bạn ở video này và hẹn các bạn ở video tiếp theo. Nguyên cái dãy này là xe cọp, cọp đỉnh của ảnh, anh sẽ để ở đây. Còn phía trước cửa hàng nữa thì cũng cọp mà vừa vừa, rồi nó chung chung và nó hơi yếu yếu xíu. Nói chung là sẽ có nhiều mức giá cho các bạn, phục vụ tối đa ha. Rồi một lần nữa mình nhìn lại cái xe này là mình kết thúc video nha các bạn. Ok ha. Xin chào các bạn.